Đây có lẽ là biểu ngữ được nhắc tới nhiều nhất trong những ngày gần đây. Nó được treo một nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy và đọc nó. Dịch nôm na là người Nhật tịch không phải là bản địa. Chúng tôi mới là những đứa trẻ được sinh ra ở đây. Đã ý rằng các ông trao hết cơ hội cho những cầu thủ Nhật tịch thì những người sinh ra và lớn lên tại Indonesia như chúng tôi còn gì là cơ hội được cống hiến cho màu cờ sắc áo nữa. Chuyện phản đối chính sách Nhật tịch đối với một đội tuyển đến từ phương Đông có lẽ là nhiều người đã lường trước được. Khi ông chủ tịch Eric Thauhir không thể nào lấy dẫn chứng rằng Tây Ban Nha cũng mang về Diego Costa từ đội tuyển quốc gia Brazil và Ý cũng mang về những cầu thủ có gốc gác Argentina ra để bàn luận được. Vì đây là Indonesia, một quốc gia có tới hơn 275 triệu người, nhưng rốt cuộc trong đội hình xuất phát của đội tuyển quốc gia lại có đến 9 trên 11 cầu thủ là người gốc Hà Lan. Nhìn đi cũng phải nhìn lại, tại sao Indonesia lại trỗi dậy mạnh mẽ như vậy nhờ chính sách nhập tịch chứ? Có phải là do nền bóng đá không ngoại binh của đất nước này không thể vượt qua được Việt Nam hay Thái Lan không? Nhìn vào thành tích từ khi huấn luyện viên Shin Tae-yong lên nắm quyền cuối năm 2019, đội tuyển Indo hoàn toàn trắng tay trên mọi mặt trận. Có lẽ tấm huy chương vàng lịch sử vào năm 2023 tại SEA Games 32 và vị trí top 4 đội bóng mạnh nhất tại U23 châu Á 2024 là thành quả khiến đất nước xứ vạn đảo như phát điên lên. Còn lại thì không có gì đáng kể cả. Việc một bộ phận người hâm mộ Indonesia lên tiếng phản đối chính sách nhập tịch cho thấy rằng họ đã dần cảm nhận được bản sắc của đội bóng, không còn được như xưa nữa. Thủ môn đã cản phá quả đá penalty trước Ả Rập Xê Út lúc đó là Martin Paes, là một người Hà Lan đang thi đấu tại Mỹ, chứ không phải là chàng trai dễ mến ngày nào, Hernando Ari. Tất nhiên đó có thể là một phần nhỏ các cổ động viên Indonesia không thích nhập tịch, nhưng nhìn vào bức tranh chung của đội bóng xứ vạn đảo, không có những cầu thủ Hà Lan đó, chắc gì bây giờ đã có một Indo hùng mạnh như vậy. Và suất tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 bây giờ, kéo lại thuộc về tay của Việt Nam đấy chứ. Khi đội tuyển Indonesia liên tiếp tạo nên những cơn địa chấn ở những sân chơi lớn, từ Asian Cup 2023 đến vòng loại thứ 3 World Cup 2026, người hâm mộ xứ vạn đảo chắc hẳn hân hoan và mát mặt lắm. Đúng là tự hào, nhưng là tự hào về mặt thành tích, chứ không phải vì đội hình đó. Thời gian gần đây, một làn sóng phản đối được khơi dậy từ những người hâm mộ Indonesia về ra lực lượng của đội tuyển quốc gia với loạt cầu thủ nhập tịch. Đơn cử như tấm biểu ngữ dài gần 20 mét trên vừa được căng lan can cây cầu dành cho người đi bộ tại thủ đô Jakarta này với nội dung được tạm dịch là chúng tôi không ủng hộ chính sách nhập tịch, chúng tôi muốn cầu thủ trẻ Indonesia được ra sân, hãy xã hội hóa bóng đá Indonesia. Không chỉ là làn sóng phản đối trong dư luận, nội bộ bóng đá Indonesia cũng nổi lên nhiều luồng ý kiến trái chiều về vấn đề nhập tịch. Trong đó, ý kiến phản đối cho rằng đội tuyển quốc gia sẽ đánh mất bản sắc hay giảm động lực cống hiến và cơ hội thi đấu của nhóm cầu thủ bản địa. Theo đó, thành viên cấp cao thuộc Ủy ban Olympic Indonesia, ông Hifni Hasan lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng. Tôi muốn nhắn với huấn luyện viên Shin Tae-yong là tôi rất khắt khe trong vấn đề nhập tịch. Tôi đã nói với ông ấy không nên đưa quá nhiều cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển Indonesia. Do vậy, vẫn có ý kiến trái ngược. Phát biểu trước báo giới, ứng cử viên thống đốc Jakarta, Orano Kano nhấn mạnh, việc nhập tịch là cần thiết nhưng nó cần phải được tiến hành một cách thận trọng. Làm ơn đừng bỏ quên sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Ơn trời, lứa U17 và U20 của Indonesia có thành tích tốt. Điều đó cho thấy công tác đào tạo trẻ của Indo vẫn diễn ra rất tốt, lấy dẫn chứng về sự phát triển tích cực của cầu thủ trẻ nước nhà để bảo vệ cho quan điểm của việc nhập tịch. Thế nhưng, dẫn chứng thuyết phục nhất có lẽ vẫn đến từ thành tích đồ sộ của đội tuyển Indonesia thời gian qua do chính những cầu thủ nhập tịch đó gây dựng. Gần nhất, đội bóng xứ vạn đảo với đội hình gồm 9 cầu thủ nhập tịch vừa tạo nên cơn sốt khi kiên cường cầm hòa được hai đối thủ rất mạnh là Ả Rập Xê Út và Úc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Đó là sự khác biệt cả về màn trình diễn lẫn kết quả so với đội tuyển Indonesia 8 tháng trước đó, khi để thua ê chề 0-4 trước Úc ở Asian Cup 2023. Và đó chính là thành công bước đầu sau quá trình nhập tịch ồ ạt của họ. Và khi đã thành công với đội hình có 9 cầu thủ nhập tịch, thì có lẽ huấn luyện viên Shin Tae-yong chẳng phải quá ngần ngại tung ra sân tới 11 cầu thủ nhập tịch để giúp đội tuyển Indonesia tiếp đà thăng hoa và vươn ra biển lớn. Đặc biệt trong bối cảnh họ lại vừa đón chào hai gương mặt mới toanh lên tuyển là Mi Hyugers và Eliano Reginders. Đáng nói, cả hai vừa mới có quốc tịch Indonesia từ hôm 30 tháng 9. Nhiều khả năng, bộ đôi sẽ ra mắt đội tuyển Indonesia ở hai trận đấu gặp đội tuyển Bahrain hoặc đội tuyển Trung Quốc tới đây. Dù chưa đi World Cup mà các cổ động viên quê nhà đã nháo nhào muốn đuổi những cầu thủ hàng triệu đô. Đúng là người thì cầm 9 hộp sữa, kẻ thì chả có hộp nào. Tại Việt Nam, người hâm mộ đang mong mỏi từng ngày để Nguyễn Xuân Son, một cầu thủ chẳng có dính dáng gì đến quốc tịch Việt Nam, có cơ hội khoác lên mình màu áo đỏ vì cảm nhận được tình yêu mà cầu thủ này dành cho mảnh đất hình chữ S. Trái lại, giờ đây những Tom Hyde, Justin Hubner hay thậm chí là Matt Hughes đang là những tâm điểm của sự phản đối bởi số ít những cổ động viên Indo, khi chính họ đã góp phần khiến những cầu thủ nội chính gốc phải làm bạn với băng ghế dự bị hoặc thậm chí ở nhà xem truyền hình. Biết nỗi lòng của người dân, những người có cầm quyền cao nhất môn thể thao vua tại Indonesia đã phát biểu thẳng thừng rằng việc nhập tịch sẽ là một chính sách dài hạn,
Theo lời phát biểu này thì những người phản đối vẫn cứ phản đối thôi, còn những đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á thì cũng lo dần về vị thế của mình đi là vừa. Có khi cái tên Việt Nam hay Thái Lan sẽ không còn được nhắc đến nữa ấy chứ. Với mục tiêu là 154 cầu thủ đẳng cấp chơi cho đội tuyển quốc gia, không chừng cái ngày mà họ đi World Cup sắp xảy ra rồi. Đội A đi đá vòng loại World Cup, đội B tham dự AFF Cup và các giải đấu liên quan đến khu vực. Đây không phải là đội tuyển Indonesia mà chúng ta từng quen nữa rồi. Không còn những người phải cố diễn hài để khiến cầu thủ Việt Nam phải nhận thẻ đỏ, mà giờ đây họ đã quá mạnh. Thành tích và màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Indonesia thời gian qua như một sự củng cố về định hướng của Liên đoàn bóng đá nước này, khi xác định rằng nhập tịch cầu thủ có dòng máu Lai là chương trình dài hạn, là kim chỉ nam cho bóng đá cấp câu lạc bộ, thậm chí các môn thể thao khác của xứ vạn đảo. Đội tuyển quốc gia là thứ chúng tôi muốn cải thiện trước tiên vì nó không có sự can thiệp từ nhiều người. Đội tuyển quốc gia trỗi dậy thì sự quan tâm của người dân về bóng đá tăng cao, sau đó lan rộng xuống các câu lạc bộ và nhiều thứ khác. Thành viên PSSI Aja Sinulinga nhấn mạnh, thực tế có lần cần không với nỗi lo đội tuyển Indonesia với nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình sẽ không có tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, hay gọi đội tuyển Indonesia là đội tuyển Hà Lan thứ hai thì oan cho họ quá. Thực tế, chúng ta được chứng kiến cảnh cầu thủ nhập tịch Indo hôm qua thì nay đã khoác áo đội tuyển quốc gia nước họ là bởi PSSI đang tập trung vào nhóm cầu thủ mang gốc gác Indo. Điều này vừa xúc tiến được quá trình khoác áo đội tuyển quốc gia nhanh hơn, vừa đảm bảo thứ được gọi là tinh thần dân tộc, bởi họ đúng là người Hà Lan nhưng chí ít cũng có dòng máu Indonesia chảy trong người cơ mà. Cộng thêm yếu tố thành tích được ưu tiên thì có lẽ những người làm bóng đá Indo có lẽ sẽ không vì làn sóng phản đối từ người hâm mộ mà bỏ đi dàn lực lượng cầu thủ nhập tịch hùng hậu. Chẳng biết nên vui hay buồn hơn khi đội tuyển Indonesia giờ đây có động thái ngó lơ sân chơi AFF Cup và đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu cao cả hơn, đó là vươn biển lớn, và đấu trường trước tiên họ muốn chinh phục là vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Nhìn vào những gì thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đã và đang thể hiện, chưa biết chừng họ sẽ làm được gì tiếp theo. Thực tế, chính sách nhập tịch của Indo không chỉ tác động trực tiếp đến thành tích của đội tuyển nước họ mà còn tác động trực tiếp đến nhiều đội bóng trong khu vực, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Cần tài nhấn mạnh rằng, trước khi đội tuyển Việt Nam và Thái Lan hẹn nhau ở một trận đấu giao hữu trong dịp FIFA Day, thì đội tuyển Indonesia đang từng bước vươn mình ra thế giới khi sải bước ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Mục tiêu của PSSI là có 154 cầu thủ đủ đẳng cấp chơi cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, dự án nhập tịch của PSSI được xây dựng song song kế hoạch phát triển cầu thủ trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ở cấp U17, U19. Đúng là một kế hoạch bài bản. Cứ đà này, có lẽ ngày mà đội tuyển Indonesia đến với sân chơi World Cup cũng chẳng còn quá xa nữa. Đều cùng phấn đấu cho mục tiêu World Cup nhưng cách sử dụng người của Việt Nam và Indonesia thật khác nhau phải không nào? Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã xuất sắc đánh bại các đối thủ trong khu vực để có mặt tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Điều đáng tự hào chính là 100% những cầu thủ máu đỏ da vàng đó đã góp công vào chiến tích lần đầu tiên đến với vòng loại cuối cùng. Khi ấy những người mộng mơ nhất cũng không cảm thấy hổ thẹn gì mà cầu chúc cho những quang hải cùng các đồng đội sẽ đến với Qatar vào mùa đông năm 2022. Cuối cùng thì dân ta vẫn yêu đồng bào của ta nhất, đó là giá trị của người Việt Nam, tinh thần của người Việt Nam như thầy Park đã từng nói. Nhưng bóng đá chỉ 5 năm sau đã thay đổi rất nhiều rồi, chưa chắc những người không phải máu đỏ da vàng thì không thể cống hiến cho tổ quốc. Huấn luyện viên Shin Tae-yong từng nói với các cổ động viên nhà rằng các bạn không nên phân biệt như vậy, họ cũng có gốc gác của Indonesia và chúng ta nên chào đón họ. Vậy bóng đá Việt Nam đang đi theo hướng phát triển của Indo, liệu có đang được ủng hộ hay không? Câu trả lời có vẻ là rất tích cực, những người cởi mở hơn và mong Nguyễn Xuân Son lên tuyển càng nhanh càng tốt. Một khi cầu thủ sinh năm 97 lên tuyển, có lẽ sẽ không cổ động viên Việt Nam nào muốn nhắc đến 9 trên 11 cầu thủ Hà Lan ra sân chính chức cho đội tuyển Indonesia nữa. Đôi bạn nhập tịch thì mình cũng hội nhập thôi. Còn nhớ thời điểm sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo mang đến những thành công cho bóng đá Việt Nam, ông đã tạo ra hiệu ứng lớn trong toàn xã hội tại giải đất hình chữ S và khẩu hiệu tinh thần Park Hang-seo cũng được ra đời kể từ đó. Do vậy, vị chiến lược gia người Hàn đã trôi khéo và nhấn mạnh, đây không phải tinh thần Park Hang-seo mà là tinh thần Việt Nam. Thầy Park còn hỏi các học trò rằng tinh thần Việt Nam là như thế nào và ông đã đúc kết được thế này. Các cầu thủ nói nhiều nhưng tôi tóm gọn có 4 ý chính: sự đoàn kết, tính tự trọng, sự thông minh nhanh nhẹn và tinh thần bất khuất, tuyệt đối không từ bỏ. Tôi luôn nhấn mạnh 4 yếu tố này cho các cầu thủ khi thi đấu và bổ sung thêm một yếu tố nữa là nhận thức về mục tiêu rất mãnh liệt. Tôi là huấn luyện viên nước ngoài nên thấy cầu thủ Việt Nam khi đã đề ra mục tiêu gì là họ tập trung, không ngừng suy nghĩ và quyết tâm mãnh liệt để làm được nó. 5 yếu tố đó theo tôi chính là tinh thần Việt Nam và để tạo thành một đội tuyển hoàn thiện. Và hãy nhìn theo khoảnh khắc này, đây là cách huấn luyện viên Park Hang-seo đã khơi dậy tinh thần dân tộc cho các cầu thủ Việt Nam. Tại sao phải cúi đầu? Câu nói khiến tất cả các cầu thủ gạt bỏ đi nỗi buồn. Câu nói khiến tất cả cầu thủ gạt bỏ đi nỗi buồn thua sau khi thất bại ở trận chung kết U23 châu Á 2018. Và dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tinh thần dân tộc của người dân Việt Nam cũng được khắc họa rõ nét qua những bức ảnh này. Hàng vạn, hàng triệu người đã đổ ra đường để đi bão sau những trận thắng của các đội tuyển nước nhà. Đến đây thì có thể sẽ đặt ra lo ngại. Vậy khi đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội hình nhập tịch thì sẽ không còn sự tận hiến với tinh thần dân tộc.
và người hâm mộ có lẽ cũng chẳng còn quá hạnh phúc khi đội nhà thành công nữa. Thực tế, đó có lẽ cũng là rào cản vô hình trong chính sách nhập tịch dành cho bóng đá nước nhà tồn tại từ trước tới nay. Thế nhưng, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip đã và đang phần nào phá vỡ định kiến đó. Và giờ là Nguyễn Xuân Son, anh vừa tạo ra một hiệu ứng tích cực tại giải đất hình chữ S sau khi có quốc tịch Việt Nam. Thật mừng, người hâm mộ nước nhà đã có ánh nhìn cởi mở hơn về cầu thủ nhập tịch. Và còn mừng hơn nữa với động thái mới nhất của VFF khi đề xuất câu lạc bộ Công an Hà Nội hỗ trợ nhập tịch cho Jason Quang Vinh Pendon. Có lẽ chúng ta hiểu được rằng tầm quan trọng của hội nhập với xu thế hiện tại và tính cấp thiết của nhập tịch khi nhìn vào đội tuyển Việt Nam hiện tại. Chuyện người dân Indonesia phản đối chính sách nhập tịch là điều có thể hiểu được vì quan điểm là mỗi người là điều luôn xảy ra trong xã hội phát triển ngày nay. Nhưng liệu PSSI có suy nghĩ đến vấn đề này không? Và bao nhiêu cầu thủ nội sẽ được ra sân trước chuyến làm khách trên sân của Bahrain đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh Bình luận viên Anh Quân Bóng đá Việt Nam.